Hai anh em, chào mừng anh em đến với lại kênh siêu cổ Watt của mình. Thì hôm nay mình sẽ lên tổng cộng là 21 sản phẩm. Trong đó nó sẽ có 4 cái bật lửa. Thì xíu nữa nó như thế nào, chi tiết như thế nào thì em sẽ thông tin đến các anh chị. Thì giá thì em cũng đã niêm yết. Thì anh chị nào cảm giác mà thấy giá phù hợp thì anh chị xem tiếp. Còn anh chị nào mà thấy giá không phù hợp thì có thể chọn những cái kênh khác của những anh chị khác để mình chọn cho mình một cái sản phẩm gọi là tốt nhất để mình mua về mình sử dụng nha. Rồi trước khi mà đi chi tiết từng con thì em cũng thông tin cho các anh chị là em có suy nghĩ là mình bỏ cái hôm bữa giờ là được bật kiếm tiền từ YouTube, nhưng mà em không có bật. Nhưng mà em suy nghĩ lại thì em thấy mình bỏ như vậy thì phí, cho nên em bật cái kiếm tiền từ YouTube và em bỏ cái quảng cáo ở đầu clip và ở kết thúc clip, thì nó tránh phiền đến anh em khi xem cái clip. Thì cái kinh phí mà được từ YouTube thì nó cũng không có nhiều, nhưng mà cái đó để em mua đồng hồ tặng cho các anh chị nha. Hôm bữa giờ em bận quá em không có lên được cái clip mà rút hâm trúng hưởng, thì sau cái clip này thì em sẽ cố gắng em dành thời gian để em làm cái clip rút hâm cho các bạn may mắn nha. Rồi em sẽ lên tặng tiếp con đồng hồ tiếp nữa. Thì cái nguồn kinh phí đó thì em sẽ lấy từ YouTube nha. Em bật kiếm tiền thì nó cũng không nhiều, nhưng mà cũng có được một phần kinh phí chứ để bỏ mất công uổng. Rồi em xin phép đi chi tiết từng con. Em lên con số 1, giá 2 triệu 9, giá niêm yết luôn nha. Số 1, mã số 1 giá 2 triệu 9. Một chiếc đồng hồ Whitnauer Automatic. Đây. Một chiếc đồng hồ cổ xưa rất là đẹp, vỏ bọc vàng. Đó. Form của con này cũng tương đối to nha. Đây. Vỏ bọc vàng 10K gold fill. Đáy inox. Có xước lông mèo. Có xước lông mèo nha, mặt trắng còn rất là đẹp. Mấy con này rất là cổ, rất là xưa. Em mở máy cho anh em xem. Đây, em đã mở trước đó rồi. Một cái máy bộ máy Automatic 17 chân kính của Whitnauer. Rồi, bộ máy còn rất là đẹp luôn nha, nha anh chị. Đây, cái đáy của em nó đây. Có chữ Whitnauer New York của Mỹ nè. Đó, rồi, để em đo size. Chiếc này hình như em nhớ là cái size của nó là 45. Ô, lộn lộn lộn, 35. Đây. 34. Size của nó là size 34, chưa tính cái nút nha anh chị, chưa tính nút. Dây thì dây khóa linh kiện. Đây, dây khóa linh kiện. Vỏ bọc vàng. Đó. Chưa tính size 34, chưa tính cái nút. Máy automatic. Rồi, cho em mã số 01 giá 2 triệu 9. Anh em nào cần thêm thông tin thì cứ chủ động liên hệ giúp giùm em. Cái số điện thoại em có để ngay góc này nè. Tiếp theo là mã số 02. Giá 2 triệu 7. Mã số 02 giá 2 triệu 7. Một cái chiếc Movado. Movado cổ xưa nha. Đây, một cái chiếc Movado. Máy có tai, mặt trải tia. Có một cái niềng vàng. Niềng này niềng bọc vàng thôi nha, chứ không phải là niềng vàng đúc nha. Đây, niềng khía bọc vàng. Vỏ là toàn thân là vỏ inox. Đây, vỏ inox.
có cái logo của Movado nè, nhìn khá là đẹp. Rồi để em mở máy. Đây anh chị, cái đáy của chiếc Movado, và đây là cái mẫu máy của chiếc Movado, có khắc Movado, có khắc logo 17 chân kính, máy 17 chân kính nha, máy lên có tay 17 chân kính. Đây nè, vỏ cũng có inox nhưng mà vỏ cũng nhăm nhăm nè. Đó. Đồng hồ có sao em nói vậy nha anh chị, để mình quay clip mình lên cho nó rõ, có sao thì mình nói vậy. Em đo size của chiếc này, chiếc này là 35.5 nha, size tương đối là lớn, mặt chải tia ba kim. Đây ốm lên tay thử nè, cổ tay của em là cổ tay 17. Rồi cho em một chiếc Movado mã số 02 giá 2.7 triệu, giá 2.7 triệu nha, mã số 02, size 35.5, máy lên có tay, có logo, có khắc bên trong rất là đầy đủ. Rồi giá 2.7 triệu. Tiếp theo là mã số 03, một cái cũng là một cái chiếc lên có tay Enica, 21 chân kính. Chiếc này lên có tay nha. Đây. Mặt hai lồng. Vỏ bọc vàng. Rất là mỏng, con này rất là mỏng luôn nè. Đó. Rất là mỏng luôn. Con này rất là mỏng. Form cũng tương đối là to. Đây. Có khắc phía sau đồ rất là đầy đủ. 21 chân kính nha, 21 chân kính. Rồi để em mở máy cho anh chị. Đây, một bộ máy vàng ươm. Đây nè, có khắc nè, Enican, 21 chân kính. Một bộ máy vàng. Đó. Rồi, để em đo size cho anh chị xem là size nó là bao nhiêu. Size 34. Size 34 nha anh chị. Chưa tính cái nút, size 34. Đó. Mặt cũng gọi là có lên dầu theo thời gian nha. Đó. Mà nó lên là đều. Rồi giá em bán 1.8 triệu cho mã số 03, dây khóa linh kiện, size 34 chưa tính cái nút, vỏ còn bọc vàng khá là đẹp. Đây, vỏ bọc vàng khá là đẹp, siêu mỏng, rất là mỏng luôn nha. Đó, rất là mỏng luôn, 21 chân kính. Rồi cho em mã số 03 giá 1.8 triệu. Tiếp theo là mã số 04 giá 1 triệu. Một cái chiếc máy sử dụng máy Citizen nha. Máy Citizen. Cái này là hiệu con cọp nè. Đó. Mặt như là mặt cái đồng tiền. Nhưng mà cái con này á, đặc biệt là hàng nốt nha. Sớ nguyên zin hết nè. Đó. Cái cạnh rất là còn bén. Nói chung là cái con này là nốt. Đây, để em quay sát lại anh chị mới thấy được cái độ gọi là nốt của chiếc này. Đây nè, anh chị nhìn cái cạnh đó nè, nhìn cái cạnh này nè, rất là bén cạnh. Đó, tại vì thực chất ra là chưa sử dụng cho nên là nó không có bị mòn. Rất là bén cạnh. Một cái chiếc đồng hồ của Citizen. Cơ chế là máy pin nha. Cơ chế là máy pin. Cạnh còn rất là bén. Mặt hình con hổ sư tử gì đó. Đây nè, con hổ sư tử gì đó. Kiểu mặt của đồng tiền nha.
máy pin Citizen giá có 1 triệu thôi, mà có một cái chiếc đồng hồ là gọi là Note. Size của con này là size 33 nha, chưa tính cái nút, size 33. Mặt khá là đẹp luôn. Đó. Giá 1 triệu cho cái mã số 04 nha anh chị. Giá 1 triệu cho cái mã số 04 Citizen size 33, mặt đồng tiền con sư tử con hổ gì đó. Mà con này là Note nha. Chưa qua sử dụng. Đụng vô đây là đứt tay luôn á. Rồi. Tiếp theo là mã số 05. Giá 1 triệu 7. Một chiếc Orient Automatic. 3 kim, 2 ô cửa lịch. Nằm góc 3 giờ, góc 9 giờ. Đây, 21 chân kính, mặt màu đen. Cái con này anh chị mà nhìn ở ngoài nó mới đẹp. Còn em lên clip và nhìn nó không được gọi là sáng lắm. Anh chị mà nhìn bên ngoài nó mới đẹp. Đó. Nút này nút để chỉnh lịch nè. Vỏ toàn thân là vỏ inox nha. Máy automatic. Toàn thân là inox, máy automatic. Đây. Bộ máy của Orient 21 chân kính automatic. Có cái năm 1942 là năm gì đâu cũng không biết. Không phải là cái con này 1942 nha. Đó, một bộ máy còn rất là mới. Automatic. Đây. Mặt khá là đẹp luôn. 21 chân kính. Rồi. Dây khóa là linh kiện nha anh chị, dây khóa linh kiện. Size của chiếc này là size 37. Size 37 nha. Size của chiếc này là size 37. Hai ô cửa lịch nằm góc 3 giờ góc 9 giờ. Giá em đang bán là mã số 05 giá 1 triệu 7. 1 triệu 7 nha. Còn giá rẻ hay không thì do anh em quyết định. 1 triệu 7 cho một cái chiếc Orient máy automatic 21 chân kính, 2 ô cửa lịch 3 kim, size 37 nha, size 37. Rồi. Giá 1 triệu 7. Tiếp theo là một chiếc Seiko quạt. Mặt khá là đẹp luôn. 3 kim, 2 ô cửa lịch. Mấy con này là bọc vàng rất là dày luôn nha anh chị. Mấy con này còn khá là đẹp, bọc vàng rất là dày. Này là máy pin nha. Cơ chế của cái chiếc này là máy pin. Form này form Kinseco á. Đó, nhưng mà chiếc này là không phải chiếc Kin. Mấy con này là bọc vàng rất là dày luôn nè, còn rất là đẹp. Đó, quan trọng là những cái góc của bốn cái càng là có chốc hay không. Đó, giá em đang bán là 1 triệu 9 nha. Nội tiền vàng thôi là lấy cái vỏ đem bán là cũng được ít tiền rồi đó. Giá em đang bán là 1 triệu 9 cho cái mã 06. Một cái chiếc Seiko 3 kim 2 ô cửa lịch còn rất là đẹp. Bọc vàng rất là dày. Size của chiếc này là 36. 36 nha. Form nó to cho nên là vàng nó nhiều. Mặt chảy tia. Mặt màu mỡ gà chảy tia luôn nè. Đó. Còn rất là đẹp luôn. Kẹt tiền quá lấy cái vỏ ra bán cũng được. Chiếc này là không phải Kin nha, nhưng mà nó là form của Kin Seiko á. Nó sẽ rẻ hơn cái dòng Kin Seiko. Nó cũng là Seiko ba ngọn núi nè. Đó. Rồi. Cho em mã số 06 giá 1 triệu 9 cho một cái em Seiko quạt. Vỏ bọc vàng rất là dày. Size 36. Rồi. 1 triệu 9. Tiếp theo. Mã số 07. Giá 1 triệu 9. Giá 1 triệu 9 nha. Một chiếc của Nga. Một chiếc của Nga. Chuông reo. Một chiếc của Nga chuông reo nha. 18 chân kính.
đó, một chiếc của Nga chuông reo 18 chân kính, hai nút vỏ bọc vàng, máy lên có tai. Đây nè, bọc vàng. Anh em nhìn kỹ mấy cái chân coi có chốc không nha. Có chốc em nói chốc. Quay rất là kỹ, chiếc rất là chậm luôn, để cho anh em xem cho nó rõ. Giá khá là bèo luôn nè, 1.9 triệu. Có ngay một chiếc đồng hồ Nga có tai, có chuông báo thức, chuông reo á, tôi gọi chuông reo nè, để em thử cho. Mình kéo ra một nước, mình lên code. Đó, mình đậy lại. Rồi, khi nào cái kim giờ nó chạy nó đụng với lại cái này thì nó sẽ kêu. Em thử luôn đây. Đó. Đó, anh chị nghe nó rung chưa? Tại em lên code cho nên là nó rung, lên code ít cho nên là nó rung ít. Rồi, size của chiếc này size hơn 36 xíu, hơn 36 xíu. Mở bộ máy luôn cho anh chị chiêm ngưỡng một cái chiếc chuông reo của Nga. Anh chị lên code nhiều á thì nó sẽ rung nhiều. Đây, đây này, nó có một cái cục bộ rung của cái làm cho cái vỏ nó rung nè. Đó, máy lên có tai 18 chân kính, có đóng số rồi các kiểu, khá là bèo luôn. Vỏ bọc vàng khá là bèo, giá thì các em bán rất là bèo luôn á. Giá 1.9 triệu cho một cái con Nga có chuông reo. Rồi, mã số 07, giá 1.9 triệu. Size 36. Tiếp theo là mã số 08, giá 1.2 triệu. Một cái chiếc Seiko nồi đồng có đá, Seiko Fire Automatic 21 chân kính, 3 kim 2 ô cửa lịch mặt bao công. Con này chắc có dạ quang á. Đó, chưa ra nắng nhiều mà đã dạ quang có rồi nè. Form của con này cũng tương đối to á. Dây dưới khóa là linh kiện nha, dây lai nha, không phải là dây zin, không phải là dây zin. Máy lộ cơ, con này không phải dây zin nha, nhưng mà em đã gọi là cho đánh bóng lại nhìn khá là đẹp, khá là vừa khớp với lại cái chiếc đồng hồ. Đây, bộ máy đây. Bộ máy của chiếc Seiko 7S26C. Đó, chạy rất là chuẩn luôn nha. Con này á, em có canh thử rồi, chạy cực kỳ chuẩn. Mấy cái dòng nồi đồng có đá này nè, xài nước thoải mái luôn. Đó, anh em nào muốn xài nước thì sử dụng cái con này. Còn mấy cái con mà phía trên lúc nãy á, thì đó, mấy con phía trên, mấy con xưa á, anh em đừng có hỏi nước nha. Tại vì thực chất ra mấy con đó là không có sử dụng nước được. Này, size của chiếc này size 38. Size khá là ngon. Size 38. Size 38 cho một cái chiếc nồi đồng có đá Seiko Fire, giá cực kỳ bèo luôn. Giá 1.2 triệu, mã số 08. Mã số 08. Size 38 chưa tính cái nút dây khóa linh kiện rất là khớp. Đưa cái dây vô đánh bóng nhìn rất là khớp với lại cái đồng hồ luôn nha. Đây, toàn thân là inox. Đó, rất là đẹp. Rồi, cho em mã số 08, giá 1.2 triệu. Tiếp theo, một chiếc nồi đồng có đá luôn, cũng giá 1.2 triệu luôn, mã số 09. Một chiếc Seiko Sport Matic 5 luôn. Đó, cũng là 21 chân kính, 3 kim, 2 ô cửa lịch, máy automatic. Máy automatic. Còn này, cái dây khóa này cũng là dây khóa linh kiện luôn nha. Nhưng mà em cho đánh bóng lại á, nhìn nó rất là hợp với lại những cái chiếc đồng hồ như thế này. Đó, nè. Nè, dây khóa làm cho đánh bóng theo cái chiếc đồng hồ luôn.
Chiếc đồng hồ này nãy em quên mở máy rồi. Thì khi anh chị nào mà có nhu cầu về chiếc này mà cần coi máy thì em sẽ mở nha. Nãy em quên mở trước cái mấy chiếc này mở rất là khó. Mở rất là khó nha, mặt chải tia. Ba kim hai ô cửa lịch. Đó. Size của chiếc này là size 35.5. Size 35.5 nha. Toàn thân inox. Rồi, cho em mã số 09 giá 1,2 triệu. Mã số 09 giá 1,2 triệu. Tiếp theo là mã số 10 giá 700. Một chiếc OB máy Nhật kính sao khuya. Lịch rất là độc. Lịch ngày, lịch thứ. Vỏ là toàn thân là inox. Đó, rất là mỏng luôn nè. Mấy con này cũng là nồi đồng cối đá rồi nè. Kính được cái kính sao khuya nữa nè. Đó, kim có mũi tên đỏ rồi cũng khá là độc. Giá cũng có 700 thôi, máy pin nha. Cơ chế là máy pin mã số 10. Cơ chế là máy pin mã số 10. Rất là dễ chơi cho những anh em mà ít tiền mà xài đồ chính hãng. Size 38.5 cho một cái chiếc OB kính sao khuya. Ba kim hai ô cửa lịch rất là độc. Giá bèo 700, dây khóa linh kiện. Dây khóa linh kiện nha. Size 38.5. Rồi, cho em mã số 10. Rất là bèo luôn. Anh em nào cần coi máy thì em mở máy ra cho nha. Nói chung là máy Nhật rất là bền bỉ. Đây cũng là giá 700. Mã số 11, một chiếc xe cô quạt mặt màu mỡ gà. Vỏ được mã vàng. Một chiếc xe cô. Con này còn khá là mới luôn. Đó, rất là mỏng. Đơn giản, thanh lịch. Ba kim một ô cửa lịch luôn. Mặt màu bởi gà, nó sáng. Thử lên tay coi. Đó, mặt màu bởi gà chảy tia nè. Đó nè. Đó, anh chị coi cái tia. Rất là đẹp. Rồi, mấy con này thì cơ chế là máy pin, cho nên là cũng không có gì để mở máy ra coi nha. Cần khi nào anh chị nào mua cần coi thì mở. Size 34. Giá rất là bèo luôn. Giá 700 ngàn. Có một chiếc Seiko quạt cực kỳ đẹp. Đeo để đi làm văn phòng đồ cũng là. Ngồi văn phòng rồi đeo rất là sáng tay. Rất là sáng tay luôn nha. Rồi cho em mã số 11 giá 700. Size 34. Đây, một cái chiếc mã số 12 giá 600 ngàn, rất là bèo. Một cái chiếc nội địa của Nhật. Titanium, toàn thân vỏ là titanium. Rồi solar power là chạy bằng năng lượng nha. Đưa ra sáng chạy. Nè, nó đang chạy gọi là chạy hai nấc nè. Do là chưa đủ ánh sáng á. Em bỏ trong nhà không à, cho nên là do là chưa đủ ánh sáng. Đây toàn thân zin nguyên con, toàn thân là vỏ titanium, máy pin nha, Citizen nè. Đó, của dòng Citizen. Toàn thân là titanium, rất là nhẹ luôn. Giá rất là bèo luôn, 600.000. 600.000 cho một cục tình. Size 37, gần 37 miếng nữa 37 nè. Đó. Rất là rẻ cho một cục tình luôn. Này anh em chịu khó để ra ngoài nắng xíu là nó sẽ chạy bình thường nha. Rồi. Mã 12 giá 600 ngàn. Citizen. Năng lượng mặt trời toàn thân vỏ titanium. Chống nước 13 nè. Đeo nước thoải mái. Tiếp theo. Là mã số 13 giá 700 ngàn. Một chiếc t-shirt nữ. Một chiếc t-shirt nữ. Máy quạt. Vỏ được bọc vàng toàn thân. Vỏ bọc vàng toàn thân nha. Máy hỷ sĩ nha. Cái này là t-shirt nữ nha. Được cái khóa zin.
dây thì đã hai mới, khóa zin dây thì đã hai mới. Này là t-shirt nữ nha. Size của chiếc này là size 18 là size ngang. Size đứng là 20, gần 24. 18 nhân cho 24. Cọc số La Mã 2 kim rưỡi. Đó, rồi. Giá 700.000 cho mã 13 t-shirt nữ, máy pin. Tiếp theo là mã số 14, giá 500.000. Một cái chiếc Seiko vỏ titanium luôn. Mặt sà cừ nè, vỏ titanium luôn, mặt sà cừ, cọc số học trò 3 kim. Cơ chế là máy pin nha, máy pin vỏ titanium. Có nút đính đá rất là đẹp. Đây, đòn chề. Một chiếc Seiko đòn chề vỏ titanium rất là nhẹ. Size của chiếc này cũng tương đối nhỏ nhỏ, thích hợp cho nữ với nữ tay lớn lớn và nam tay nhỏ. Size 33. Giá bèo luôn, 500.000. Thì có rất là rẻ luôn so với thị trường, 500.000 mà có ngay một cái chiếc chính hãng vỏ toàn thân titanium rất là nhẹ. Một chiếc Seiko chính hãng đàng hoàng. Đó. Nè. 500.000 size 33. Rồi. Mã 14. Tiếp theo. Anh em nào mà thích nữ cơ, đây cũng giá cũng 500.000 luôn, một chiếc Seiko lên có tay, dây khá là đẹp. Đây nè. Đó. Dây khá là đẹp của Seiko luôn. Đây, toàn thân là inox. Dây của Seiko luôn. Một cái chiếc Seiko của nữ vuông, 3 kim, 1 ô cửa lịch, máy lên có tay. Giá cực kỳ bèo luôn, 500.000. Thì anh em nào khi nào coi, cần coi máy thì em mở. Mấy con này thì chạy dữ lắm, chạy ngon lành, được 1 lịch nữa nè. Đó. Form này là form vuông nha. Size ngang là size 26. Size đứng là 27. 26 nhân 27. Đây, để từ xa ra nhìn cái bộ dây cũng rất là đẹp. Đây, giá rất là bèo luôn, 500.000 cho mã số 15. Một chiếc Seiko lên có tay của nữ. Rồi, cho em mã số 15 giá 500.000. Tiếp theo mã số 16 giá 500.000 luôn, cũng là Citizen, máy lên có tay luôn, 3 kim, 1 ô cửa lịch có lốp. Đó. Dây, không biết phải dây zin hay không, mình mua sao mình bán vậy nè. Dây này có giãn nè, co giãn nè. Đó. Một chiếc Citizen SS, máy lên có tay nha. Máy lên có tay, dành cho anh em nào mà thích dòng nữ mà cơ. Size 23 là size ngang. Size đứng 25. Size đứng là 25 nha. Size đứng là 25. Cho em mã 16 giá 500.000. Bèo hơn bánh xèo. Một chiếc đồng hồ cuối cùng. Một chiếc đồng hồ Bulova. Chiếc Bulova đời mới nha. Đây. Giá em bán mã số 17 là 3.2.000. Cho một cái chiếc Bulova đời mới, automatic 21 chân kính, nguyên hộp, còn mất dây nữa nè. Thì anh chị muốn biết giá của chiếc này á, anh chị lên bấm trên thị trường, bấm trên mạng, rất là nhiều giá cho đó nha. Con này là nguyên zin, núm zin nè, dây zin nè, máy Miyota 21 chân kính đó. Nè, anh chị lên bấm 98A, bấm Bulova 98A230 thì anh chị sẽ nhận được rất là nhiều cái giá ở trên đó tham khảo. Đâu tầm đâu khoảng chục triệu á, mười mấy triệu cũng có nữa, 5-7 triệu cũng có nữa. Nói chung là rất là nhiều. Quan trọng là anh chị mua có đúng hàng chính hãng hay không. Đó. Có đúng hàng chính hãng hay không.
Size của chiếc này là size 42. 42 nha. Chiếc này là size 42. Mạ vàng còn rất đẹp, không có bị chốc. Quan trọng là chỗ đó dây nè, còn rất là đẹp luôn. Đó, còn dư một mắt dây nữa. 21 chân kính, Bulova automatic, lộ cơ trước sau, hở van tim gì các kiểu, muốn kêu sao kêu. Rồi, giá em đang bán là 3,2 triệu cho cái mã số 17. 3,2 triệu cho một cái chiếc Bulova đời mới, máy Miyota của Nhật. Còn máy mà máy của Thụy Sĩ là nó rất là mắc. Còn nguyên hộp, nguyên hộp luôn. Giá em đang bán là 3,2 triệu cho mã số 17, nguyên hộp luôn. Rồi, đó là những cái chiếc đồng hồ của em. Còn đây, bên đây em giới thiệu thêm cho mọi người bốn cái bật lửa này là của ông anh, ổng nhờ em giới thiệu đến cho mọi người. Thì bật lửa thì em không rành, cho nên là nói có cái gì nó không đúng hay là không chưa chính xác thì anh chị có thể bỏ qua giúp em. Còn anh chị nào mà muốn biết chính xác hay là muốn thêm thông tin hay là giá cả thương lượng như thế nào gì đó thì em liên hệ cho em đi, em sẽ cho cái số của ông anh. Thì anh chị có thể liên hệ để mình mua những cái chiếc bật lửa này, giá có niêm yết luôn. Mã số nãy của em Bulova mã số 17 thì bây giờ là mã số 18, giá 2,9 triệu. Em chỉ nói cơ bản sơ thôi nha. Mấy cái chiếc này là đúng ruột, đúng vỏ nha. Đó, đúng ruột, đúng vỏ, hoạt động bình thường. Nè, chiếc này là chiếc Zippo, em chỉ nói cơ bản thôi. Còn anh chị nào muốn biết thêm thông tin thì có thể em sẽ liên hệ em cho. Bọc vàng 10k Goldfield, 1/20. Một cái chiếc Zippo. Đó, tình trạng là không có bị chạy chốc, không có cấn mớp gì hết. Đây, hoạt động bình thường, hoạt động bình thường nha. Ủa cái này mình có đo sai không ta? Đo sai luôn đi, đo sai cho anh em đi. Cái này mình không rành nha, cho nên là được thông cảm. Sai ngang là sai 31, sai đứng 51.5. Đó, vỏ bọc vàng. Giá mã số 18, giá 2,9 triệu. Anh chị nào cần thêm thông tin hay cần hình ảnh hay là muốn gặp được cái anh chủ thì cứ liên hệ cho em cho số liên hệ trực tiếp. Đây, một cái chiếc tiếp theo là một chiếc đu bông. Một chiếc đu bông, bật lửa đu bông. Nguyên zin, vỏ bọc vàng. Đây có khắc phía sau nè. Từ từ để em lấy nét. Đó, có khắc phía sau nè, Made in Pháp nè, khắc dấu gì các kiểu. Nói chung là những cái bật lửa này là em không rành lắm, cho nên em chỉ có giới thiệu sơ thôi cho anh chị nắm sơ cái thông tin. Nếu mà có nhu cầu á thì cứ liên hệ cho em đi, rồi em sẽ cho số của ông anh, mình liên hệ trực tiếp luôn để mình trao đổi trực tiếp đi. Chứ em không rành thì nói chung là nói không hay thì anh chị cũng không cảm. Nguyên zin đó, tiếng nè đó. Nói chung là em chỉ biết sơ sơ thôi nha. Rồi, đá thì còn ok, không có bị bể nứt gì hết đó. Rồi, mã số 19 giá 2,9 triệu. Mã số 19 giá 2,9 triệu. Tiếp theo là hình bộ bài. Một cái chiếc hiệu gì đây, Zippo gì á. À, Zippo La Mã của Mỹ nè. Zippo La Mã của Mỹ. Logo hình bộ bài. Đó, còn nguyên bản sao thì lên vậy. Giá 1,5 triệu. Mã số 20 giá 1,5 triệu. Đây, tiếng kêu nghe rất là đã. Thì ảnh nói là ruột và vỏ là của nhau nha, chứ không phải là lai. Cho nên là
Anh chị có nhu cầu gì thì cứ liên hệ cho em. Mã số 20 giá 1 triệu rưỡi. Đó. Rồi. Một chiếc cuối cùng. Một chiếc Zippo Marlboro cái gì á. Đây, Marlboro. Zippo Marlboro hình hình này là gì à, cưỡi ngựa vậy nè. Nói chung là em không rành nha. Đó, quay cận cảnh để cho anh chị nào mà chơi Zippo, chơi bật lửa thì sẽ rành. Made in của Mỹ, USA, Zippo La Mã. Đó, tiếng kêu nè. Đó, những cái chiếc bật lửa này là của ông anh, ông đang xài bình thường nha, không bị gì hết. Cái ruột và cái vỏ là có nghĩa là thuộc về nhau á, chứ không phải là like hay là gì hết. Đây, mã số cuối cùng bán 3 triệu 2. Bán 3 triệu 2. Thì anh chị nào mà cần liên hệ để mua Zippo thì em sẽ cho số trực tiếp, liên hệ cho em đi, cho em sẽ cho số trực tiếp cho cái anh mà muốn bán cái này. Còn riêng về đồng hồ thì là của em, thì cho nên là anh chị liên hệ có nhu cầu về cái chiếc đồng hồ nào thì liên hệ cho em, giá em đã niêm yết, thông tin thì em đã chia sẻ hết rồi. Anh chị giúp em một cái đăng ký kênh tại đây, bấm nút chuông để nhận được thông báo khi em lên clip, thì thường em sẽ lên trước đó thông báo cho anh chị trước khoảng 30 phút hoặc là 1 giờ để anh chị sắp xếp tham khảo những cái sản phẩm ở bên kênh siêu cổ Watch của em. Cảm ơn anh chị đã xem tới cuối clip. Cần gì anh chị liên hệ cho em, số điện thoại em để ngay góc này hoặc là Zalo của em sử dụng một số điện thoại duy nhất. Thì nếu mà anh chị nào ở Sài Gòn thì em sẽ giao trực tiếp, còn anh chị nằm ở tỉnh thì do dịch bệnh nó đang căng thẳng cho nên là nhiều khi hàng đi nó chậm thì anh chị thông cảm. Anh chị nào mà ở tỉnh thì vui lòng thanh toán là cọc cho em hoặc là chuyển khoản cho em thì em sẽ đi hàng nha. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem tới cuối clip.